đổ nước mắm mà mình hỏi. Nước mắm ớt chấm gỏi. Hấp gì nữa? Từ trước. Hấp. Hấp. Mommy was right. No, gỏi chân gà với lại thịt ba gỏi. Nước mắm nó ở dưới, nó thấm ở dưới. Heo quay non. Để cho mở hành nữa mà mẹ mày làm biết đổ thì lấy lên.
Làm miếng làm mỡ hành. Nước mắm nó thấm vô luôn. Rồi mắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Mắt này sừng non rồi, chạy theo sữa rồi. Mắt còn cay.